Sau hiệu ứng của bộ phim Công Đảo Đầu Lâu và nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quảng bá du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã tổ chức đón đoàn nhà báo và blogger nổi tiếng từ 8 quốc gia trên thế giới tới Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Bình để khám phá những di sản thế giới ở Việt Nam được chọn làm bối cảnh cho phim Công Skull Island. Chúng tôi tin rằng là với cái vai trò của các blogger này thì cái sự quảng bá tuyên truyền trên tất cả các đối tượng của trang mạng của toàn thế giới sẽ là được tiếp cận với lại những cái cảnh đẹp tuyệt vời của đất nước Việt Nam chúng ta. Trưa nay, đoàn nhà báo và blogger có buổi gặp gỡ với các nhà báo trong nước. Sau chuyến khảo sát này, họ sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về đất nước, văn hóa, con người, phong cảnh, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè và du khách quốc tế trên mạng xã hội và qua các ấn phẩm văn hóa. Điều này góp phần quảng bá và thu hút thêm nhiều khách du lịch đến Việt Nam.